Xin chào tất cả mọi người, trước mắt tất cả mọi người là một cây BlackBerry Key 2 phiên bản màu đen, phiên bản not for sale. Chiếc máy rất là đẹp luôn, rất đẹp, máy rất đẹp anh em nhé. Thì song hành với những cái màu bạc thì cái màu đen cũng là cái màu mà anh em cũng rất là thích, dành cho những anh em nào yêu thương hiệu BlackBerry mà lại muốn sử dụng phần mềm. Đây, chính ngoài kỹ góc cạnh một con máy rất là đẹp luôn, con máy rất là đẹp. Đấy, và thích hợp tất cả anh em chơi. Anh em nào chơi thì có thể liên hệ chiến nha. Đây, con máy. Đây, bấm khởi động lên. Đây, khởi động lên. Đấy, thì cái chiếc máy màu đen này thích hợp cho những anh em nào thích chữ manly. Đấy, Android thì Android 8 thôi. Đấy, nhưng mà cũng đầy đủ phần mềm, không có gì gọi là ngại ngần cả. Đấy, không có gì gọi là ngại ngần cả nhá. Đấy, máy not for sale, rất chất luôn. Anh xem nào cần chơi có thể liên hệ với Chiến. Đây, máy đang khởi động lên đây. Đây, ok, máy đã lên. Đây, đấy, màn hình thì rất đẹp luôn. Anh em nào cần chơi liên hệ Chiến nha. Máy cực đẹp.